Hai chiến sĩ phòng cháy chữa cháy bị thương trong vụ cháy ba cửa hàng ở Hà Nội, liên quan vụ ba ngôi nhà liền kề cháy dữ dội trong đêm, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 29 tháng 9. Theo ghi nhận của phóng viên Dân Trí, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy. Đến khoảng 0 giờ 10 phút ngày 30 tháng 9, các lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành dọn dẹp hiện trường, phun nước làm mát tại ba cửa hàng bị cháy. Trao đổi với phóng viên Dân Trí tại hiện trường, lãnh đạo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy, công an quận Thanh Xuân cho biết, vụ cháy xảy ra vào khoảng 21 giờ 56 phút ngày 29 tháng 9 tại số 62/116 Nhân Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng điều khoảng 11 xe chữa cháy và 42 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Vụ cháy xảy ra tại 3 kiosk dạng nhà tạm khung thép, mái tôn, chủ cơ sở dùng để kinh doanh quán ăn và bán hàng gia dụng. Qua rà soát nhiều lần, cảnh sát xác định không có thương vong về người. Tuy nhiên trong quá trình chữa cháy đã có 2 chiến sĩ phòng cháy chữa cháy bị thương, được đưa đi cấp cứu. Đến khoảng 22 giờ 20 phút ngày 29 tháng 9, đám cháy được khống chế. Khoảng 22 giờ 50 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Tại hiện trường, 3 kiosk bán hàng bị bốc cháy hoàn toàn phần mái, bên trong cửa hàng nhiều vật dụng bị lửa thiêu rụi, đám cháy còn lan sang một phần quán sửa chữa xe máy bên cạnh. Theo nhiều nhân chứng tại hiện trường, vụ cháy xuất phát từ quán bún riêu cá, sau đó lan sang 2 kiosk bán hàng gia dụng bên cạnh. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!